Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình hãy góp nhận hai top cần có kiểu là SFM. Để tham gia giải hôm nay, quản lý phần link mô tả của mình, các bạn mở cái link form ra các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn nhấp vào đây, các bạn đăng ký kênh YouTube của nó nghe tất cả các bạn. Sau khi tất cả các bạn đăng ký rồi, các bạn chụp màn hình lên giúp mình các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mở cái link form ra lại nè. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình cho bạn. Các bạn lưu ý, các bạn đăng ký một cái email nào, tài khoản nào trên YouTube của nó thì các bạn gửi lại một cái email đó nha bạn. Trùng lập cái email của bạn đăng ký mới được nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link profile YouTube nè. Thì các bạn mở YouTube của mình ra nè các bạn. Các bạn nhấn vào ba bên cùng nè các bạn. Các bạn nhấn vào kênh của bạn nè các bạn. Các bạn nhấn vào chữ trên cầu trên đầu nè. Các bạn bấm vào chia sẻ, các bạn sẽ chép vào khai nhớ tạm nè các bạn. Rồi các bạn bấm đáp. Rồi các bạn copy đường link đó thì bạn bắt vào đây nha bạn. Tiếp tục bạn gửi lên một cái tạp hồi nãy các bạn chụp màn hình lên đó các bạn. Bằng hình các bạn subscribe YouTube nữa các bạn. Chọn tên thiết bị nè. Rồi tất cả các bạn chọn vào các bạn, xong ok nè. Thôi các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi bạn tải lên nha bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ pin Smart Chain thì các bạn dùng địa chỉ giúp chí chút wallet của mình nha các bạn. Bạn mở địa chỉ chút wallet cho mình ra nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ pin Smart Chain này nè các bạn. Địa chỉ này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép lên nè. Rồi tiếp tục bạn mở link form ra nha các bạn. Bạn bắt từ đây nè. Rồi bạn mong gửi nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia nhận hai thúc cần SFM reset đến đây cũng kết thúc rồi bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.